Trước mặt của cô dâu chú rể là một mâm cỗ gồm có gà, xôi, trứng, rượu, trâu cáu và mía. Đấy gọi là mâm Tây Hồng. Trong mâm cỗ này cô dâu và chú rể bắt buộc phải ăn hết. Giả sử cô dâu chú rể không ăn hết thì phải nhờ sự trợ giúp của bạn bè. Sau một thời gian thì cô dâu cùng với chú rể và bạn bè của cô dâu chú rể đã ăn hết đầy chín mâm. Phải ăn hết đấy các bạn ạ. Một người đã nhìn cố lên sắp hết rồi. Khi cô dâu về nhà chồng là sẽ có 7 mâm cỗ để cúng. Mâm thứ nhất là mâm cúng ông tổ. Mâm thứ hai là thờ cúng trong nhà. Mâm thứ ba cúng bên họ. Mâm thứ tư cúng trong bếp. Mâm thứ năm họ hàng bên gái. Mâm thứ sáu thầy mó. Và mâm thứ bảy là ông mối, bà mối. Mình sẽ quay từ từ cho các bạn xem những lễ đang được biến lên mâm cỗ. Đây là nét đặc sắc riêng của dân tộc Thái mà mình muốn giới thiệu cho các bạn từ mọi miền Bắc Trung Nam được biết về phong tục tập quán riêng của dân tộc Thái Con Cuông Nghệ An của chúng mình. Đây là hình ảnh họ nhà trai sang nhà gái để xin dâu. Với phong tục tập quán của người Thái là xin dâu vào lúc nửa đêm. Hiện tại bây giờ là 12 giờ đêm. Gia đình họ nhà trai đã sang họ nhà gái để xin dâu. Đây là mâm cỗ của gia đình nhà gái dọn để cho cô dâu ăn trước khi về nhà chồng. Với mâm cỗ này thì cô dâu và chú rể phải ăn hết. Nếu ăn không hết thì cô dâu và chú rể phải nhờ những người bạn của mình ăn giùm để hết sạch xanh xanh trên mâm. Đây là phong tục riêng đặc sắc nhất của dân tộc Thái Con Cuông chúng tôi. Đấy, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn thấy những đồ ăn trên mâm. Người mặc áo trắng là anh trai của cô dâu. Chú rể ăn rất hăng say. Đây là phái đoàn của nhà trai. Các mẹ đang mặc cho mình những trang phục của dân tộc Thái, những nét bản sắc riêng. Sau khi làm xong thủ tục thì sáng ngày mới, tức là 1 giờ là sẽ tiến hành nghi lễ là xin dâu về nhà trai. Tất cả đoàn họ nội cũng như họ ngoại sẽ rời khỏi gia đình của nhà gái để tiến hành xin dâu về gia đình của nhà trai. Khác hẳn với phong tục tập quán của mọi miền thì dân tộc Thái Con Cuông chúng tôi sẽ có phong tục đó là xin dâu vào ban đêm, bất kỳ những cặp vợ chồng nào cũng vậy. Đây là người bạn thân của chú rể đang tiến hành rót rượu mời đại gia đình hai bên nội ngoại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ก็มาเริ่มมากมากกับอันดูกาวมาแล้วเริ่มมีเยอะมาแต่ของแม่งว่าต่างก็มาเฮ้ยโอ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 ้
Và bây giờ là giờ sáng ngày mới, 1 giờ của ngày thứ 6. Đã đến giờ tiến hành nghi lễ cô dâu rời khỏi gia đình nhà ngoại để tiến hành trở về gia đình họ nhà nội. Đây là đại diện của các bậc cao niên hay họ nội và ngoại cùng với bạn bè của cô dâu và chú rể sẽ tiến hành trở về gia đình họ nhà trai. Sau khi về đến gia đình họ nhà trai thì sẽ làm thủ tục nghi lễ cùng bái và các thủ tục riêng của phong tục tập quán người Thái. Đến 11 giờ trưa thì mới tiến hành tổ chức lễ đám cưới, tức là sẽ tổ chức ăn uống mời bạn bè thân hữu gần xa của chủ rể. Và đây là những đồ lễ của gia đình họ nhà gái trong phong tục tập quán của người Thái, đó là gồm có chăn, ga, đệm cùng như các gối. Gối là gối riêng của bản sắc của Thái ha các bạn. Bên cạnh đó nữa là có cả váy Thái cũng như áo quần của cô dâu chủ rể và những người con mới của cô dâu chủ rể. Đồ lễ rất là nhiều. Rồi và tiến hành chúng ta sẽ xuất phát tiến tới gia đình họ nhà nội.
trên đường đi thì các bậc cao niên đi trước và kèm theo là một tiếng chuông đi giữa đường sẽ cắt đôi tiếng. Đây là nét riêng của dân tộc Thái con Cuông chúng tôi. Hiện tại bây giờ là đã hơn 1 giờ sáng. Bạn bè của cô dâu và chú rể tập trung cũng rất đông. Đây là chuẩn bị tới nhà của chú rể. Và cô dâu chú rể sẽ bắt đầu tiến hành bước vào cổng của gia đình họ nhà trai. Đây là cô dâu và chú rể, người đội mũ mặc bộ vest là ông mối. Ông mối và ba mối đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đám cưới. Ông mối là người đầu tiên được bước cửa, bước chân lên cầu thang của nhà sàn. Sau đó là cô dâu chú rể cùng với bạn bè thân hữu của cô dâu chú rể. Người mặc áo khoác vest màu đen này là bố của chú rể và đồ lễ đã được đưa tới nhà chú rể. Đấy, đấy là những đồ lễ mà vừa rồi các bạn lấy từ bên phòng nhà gái. Các đồ lễ này sẽ được các bạn nam thanh nữ tú di chuyển vào cho cô dâu và chú rể. Khi cô dâu về gia đình họ nhà trai thì mọi người đã chuẩn bị những mâm cỗ để làm thủ tục nhập nghi lễ. Đấy, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem những mâm lễ gồm tất cả 7 mâm trong đêm hôm nay để làm thủ tục nhập dâu. Cũng như ở bên gia đình nhà gái thì trở về gia đình nhà trai cũng sẽ có những chén rượu để mời bậc cao niên. Đây là phần nam của chú rể sẽ bắt đầu tiến hành rót rượu để mời tất cả những người đại diện trong đêm đưa dâu hôm nay. Thank you.
Tuy vào nửa đêm nhưng các bố các mẹ, anh em bạn bè của cô dâu chú rể rất vui mừng. Đây là đại diện của hai bên nội ngoại sẽ thông qua một số lời chữ ký làm thủ tục cùng vậy. Nghe lao sẽ khơi
Cũng giống như bên gia đình họ nhà gái thì khi về bên gia đình họ trai cũng sẽ có một mâm cỗ để cô dâu và chú rể ăn. Với mâm cỗ này thì cô dâu chú rể cũng phải ăn hết, nếu như ăn không hết thì cô dâu chú rể sẽ mượn bàn của cô dâu và chú rể ăn tới lúc nào hết mâm cỗ này. Sau khi ăn hết mâm cỗ thì cô dâu và chú rể phải từ tay mình đi rửa. Đây là phong tục và nét đặc sắc riêng của dân tộc Thái. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem là những đồ lễ trên mâm cỗ này. Đây là được thay mó cùng với là ống mối đang làm thủ tục cho cô dâu và chú rể khi vào phòng tân hôn. Với dân tộc Thái, gọi thay mó đó là thay cúng. Khi làm tất cả mọi thủ tục thì sẽ có thay mó đứng dậy đại diện và làm thủ tục để cho hai bên mời ngoài tiến hành tổ chức hôn lễ. Sau khi làm xong thủ tục thì ông mối sẽ tiến hành rót rượu cho cô dâu và chú rể làm lễ. Và bây giờ là bà mối sẽ lấy đại diện cho những món ăn ở trên mâm dành cho cô dâu và chú rể ăn. Trước tiên là ăn trứng gà. Sau khi ăn trứng gà sẽ là ăn mía. Đấy, mâm cỗ của cô dâu và chú rể bắt buộc phải ăn hết, không để thừa một cái nào. Tất cả trên mâm là hai con gà nhá, vợ một con, chồng một con, ăn cho hết từ giờ. Đấy, bây giờ là sẽ uống rượu cho ông mối. Đây là con xương mà. Nói. Ủa, ba đâu mà đi xoài nó, cái con ăn đi.
Sau khi bà mới làm xong thủ tục thì cô dâu và chú rể sẽ mời những người bạn của mình để lên cung kính ăn. Với một mâm như vậy thì chắc chắn là cô dâu và chú rể sẽ không ăn hết. Bởi vậy cô dâu và chú rể sẽ mời những người thân của mình để hỗ trợ ăn làm sao cho hết mâm. Và sau khi ăn hết mâm này thì cô dâu và chú rể sẽ từ tay mình rửa giòn sạch sẽ ở trên mâm. Sau khi được bà mối làm xong thủ tục ở trong buồng của cô dâu và chú rể thì ở phía ngoài ban thờ gia tiên cũng sẽ được thầy mo sẽ làm thủ tục đầy đủ. Với mâm cổ là gồm 7 mâm đã được gia đình nhà nội biển đầy đủ. Thầy cũng là ở dân tộc Thái gọi là thầy mo, người mặc áo trắng. Người ở giữa là bố của chú rể và người ngoài cùng là ông mối. Đây là đại diện cho gia đình họ Nhật Trai. Trong đám cưới, bất cứ một đám cưới nào ông mối cũng không thể thiếu trong đám cưới của dân tộc Thái. Nằm cùng ngươn chỉ vì chỉ ngươn chẳng qua nằm to phú có kẻ chẳng chẳng cố hay lấy
khoai kho bơi là nan cô tiền ho lũ khoai là mưa nằm đây sự văn ăn mà đeo ở đây nhìn khôn tin bỏ mất chỉ phải nghĩ cứ mi tan văn cứ mi gương mi tỏ mà kha u mi tỏ u ham anh khoai kho mới là tổ tiên họ lô khoai nhắc tín nhảy vai ông sờ tin tay mưa hà đến luôn họ lô khoai mặn sang mưa hà đến quang lăng họ lỗ khoai mặn sơ đây khoai kho mới là mẹ nhớ đi khoai kho mới đâm nặng hòn song súng khoai cả cứ điêu khoai kho mới đâm nặng hòn song súng khoai chủ trung đây kính mất chủ ăn chủ đeo đây kính thôn kính nó đủ liệu. Sau khi xong thủ tục cùng bái ở ban thờ gia tiên thì bà mối là người mặc áo đỏ đóng trang phục vải thải, ông mối là người mặc áo phông đội cái mũ. Bắt buộc trong phong tục này là ông mối phải đội mũ, không đội mũ là không được. Đó là cái nét đặc sắc riêng của dân tộc Thái. Bà mối sẽ cùng với đại gia đình hồng nội và đại gia đình hồng ngoại tặng quà cho cô dâu và chú rể trong ngày cưới, đó gọi là quà hồi môn. Thầy có mà còn ba lá đang tìm bay á, mình đang tìm bay thầy bước qua cái còn tiền biết trốn Nóng sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem tất cả những đồ lễ của cô dâu và chú rể ở ngày cưới. Buổi lễ chín dâu sẽ bắt đầu từ 12 giờ kém và làm mọi thủ tục từ bên ngoài. Xong thủ tục bên ngoài sẽ trở về bên nội. Đến lúc kết thúc buổi lễ là khoảng 4 giờ kém. Buổi lễ xin dấu kéo dài như vậy. Đó là một nét văn hóa riêng của dân tộc Thái. Sau khi xong buổi lễ thì mọi người cũng như cô dâu và chú rể sẽ được nghỉ vài ba tiếng để tiếp tục. 10 giờ sáng sẽ tổ chức ăn uống, tiệc mặn cũng như giao lưu văn hóa văn nghệ chúc phúc cho hai bạn trẻ. Đấy là bản sắc văn hóa dân tộc Thái, con cuông Nghệ An của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi bản sắc văn hóa dân tộc của chúng tôi. Nếu hay thì các bạn hãy cho một đăng ký cho những người mới xem lần đầu và chia sẻ kênh cũng như ấn nút like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.